Con đã nghe giảng rằng người chết tái sanh vào ngạ quỷ thì mới hưởng được phước hồi hướng, còn chư thiên loài người địa ngục và súc sanh thì không được. Nhưng con nghe trên YouTube quý thầy quý sư vẫn khuyên Phật tử nên hồi hướng phước cho chư thiên. À, là sao? Tức là đó, khi chúng ta hồi hướng phước cho chư thiên thì đầu tiên chúng ta cần xác định là chư thiên không có hưởng được phước hồi hướng. Nhưng mà khi chúng ta hồi hướng phước cho chư thiên á, chúng ta có được những cái lợi ích. Đầu tiên là chúng ta hồi hướng bằng cái tâm từ và cái tâm hỷ. Nói gì thì nói, thì khi mà chư thiên biết rằng mình làm phước, mình biết nghĩ đến họ thì họ cũng sẽ hoan hỷ. Đó là điều nên làm. Khi ai đó làm phước mà biết nhớ tưởng đến chư thiên thì chư thiên cũng nhớ tưởng đến họ. Cái thứ hai là chư thiên họ dù là họ không thể hưởng được phước hồi hướng nhưng mà họ có thể hoan hỷ với cái phần phước mình hồi hướng. Và cái sự hoan hỷ đó đối với chư thiên thì nó cũng là công đức, và họ nó cũng là cái nhân sanh phước. Bởi vì trong 10 nhân sanh phước thì nó có một cái nhân đó là tùy hỷ phước. Cho nên cái chuyện mà chúng ta hồi hướng phước đến chư thiên nó lợi ích cho cả cái người cho và lợi ích luôn cho cả cái người nhận, tức là chư thiên. Do đó thì các sư vẫn khuyên chúng ta là nên hồi hướng phước đến chư thiên.